Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ây à, đám tiểu tử không cần khách sáo, các ngươi một người gọi thêm hai mỹ nữ tới. Chúng ta giống như lần trước, cùng nhau ca hát, cùng nhau nhảy múa. Được, thưa các đại ca, thưa các đại gia. Một tiểu tỷ tỷ bất kỳ ở trong thanh thiên bạch nhật lâu này đều là cấp bậc huyền tiên. Bá huynh đệ trước đây đâu có cơ hội này chứ. Vì thế đã chơi hết mình một đêm. Mấy vị đại gia ngài xem. Tiếp tục nhảy múa, tiếp tục. Ơi, các cô nương của bọn ta mệt hết rồi. Lần này dừng lại đi ạ. Chi phí lần này giảm 10% cho các đại gia. Tổng cộng là 100 triệu tiên thạch. Chỉ lấy của ngài 90 triệu tiên thạch. 10%, tốt, 10%, tốt. Bản cha làm lát nữa thanh toán. Các người ra ngoài trước đi. Vâng, 90 triệu tiên thạch. Dạ rằng cũng chỉ có loại nhân vật như là Lâu Đại Gia mới có thể chi trả nổi. Lâu Đại Gia, thương lượng với các ngươi chuyện thanh toán ở đây như thế này. Hóa ra các đại gia là gọi chúng ta tới để thanh toán à? 90 triệu tiên thạch, cả nhà chúng ta gom lại cũng không được nhiều như vậy. Nhìn cái đức hạnh đó của các ngươi, thanh toán đi rồi ta thưởng cho các ngươi mỗi người 10 hạt cơm chó của cẩu gia hiếm có của các ngươi. Ngoài ra, đống sắt vụn này các ngươi có thể tùy ý chọn. Tiên, tiên khí đỉnh cấp ở là cơ hội ngàn năm khó gặp. Trước mắt, tiên khí đỉnh cấp 90 triệu. Còn con thì tính là gì chứ? Cho dù là bán nhà cũng phải gom đủ 90 triệu này. Còn có 10 hạt cơm chó. Mấy vị đại gia đợi chút, bọn ta bây giờ đi bán hết gia sản để thanh toán. Đi mau, đi mau. Sao vậy thiếu chủ? Ngươi tự nhìn đi. Đây là Ngọc Điền Thần cha cho ta vào lần đoạt bảo trước đây. Có thể tự động cảm ứng được bảo vật xuất hiện ở gần đây. Chấn động mạnh như này, đây là cảm ứng được tiên khí đỉnh cấp ở. Không sai, ít nhất cũng là tiên khí đỉnh cấp ở trên người ba tên tiểu tử vừa rồi. Còn là huyền tiên nhất chuyển. Ngay cả trên người của ta cũng không có tiên khí đỉnh cấp. Vậy công tử ngươi nào định? Không vội, trước tiên đi theo xem đã. Dù sao người có thể ra vào thanh thiên bạch ngọc lâu đều là kẻ không giàu có, không giàu thì quý, có thể có bối cảnh lớn gì đó. Tụ bảo các, cái quái gì vậy? 90 triệu tiên thạch ba chúng ta gom lại cũng không đủ, vậy phải làm sao đây? Lâu đại ca còn đợi chúng ta quay về thanh toán đó. Bảo não tử của chúng ta bán hết sản nghiệp của gia tộc rồi. Không sai, chúng ta tốt xấu gì cũng là lý gia của thiên phủ. Tụ bảo các, thương hội và các tiền trang lớn nhất của tiên giới. Ở tiên giới, bất cứ một thành trì lớn nào cũng có chi nhánh của nó. Gom tiền, thanh toán. Để xem lý gia của thiên phủ có lai lịch gì. Rồi xem. Trong thiên tri tiên điện có cao thủ lâu hay không? Họ lâu hay không? Vâng. Lão đầu, ba thằng con trai của ngươi thông minh như vậy, sao có thể mắc bẫy bị lừa cơ chứ? Lão đầu, con cảnh cáo người, không có tiền thì bán nhà đi cho con. Dù sao hôm nay không chuyển tiền cho bọn con, thì ba huynh đệ bọn con đoạt tuyệt quan hệ với lão đầu chết tiệt như người đấy. Thật sự chưa từng thấy kẻ ăn chơi trác táng vì một đêm xuân mà bán nhà. Bẩm thiếu chủ, thiên phủ là một nước nhỏ, người mạnh nhất ở trong lý gia chẳng qua chỉ là một vị huyền thiên ngũ chuyển. Còn về người họ Lâu, bất luận là thiên tri tiên điện hay là trong danh sách cao thủ của tiên giới đều không có người họ này. Rất tốt.
Đổi 90 triệu. Xác nhận.